động cơ giảm tốc, hộp số giảm tốc main motor xin kính chào quý khách. Sau đây là hình ảnh giảm tốc trục vít mặt bít loại siêu đa năng lắp đặt được 6 tư thế. Có trục vào là mặt bít, trục ra là cốt âm, cốt dương tùy ý. Từ cốt âm ta có thể chuyển sang cốt dương như sau. Ta cũng có thể tháo chân đế và quay trục ra ốp xuống phía dưới, biến nó thành đúc BX. Với dạng giảm tốc có trục ra ốp xuống này, ta cũng có thể lựa chọn hai kiểu, trục âm và trục dương. Nếu ta tháo toàn bộ chân của hộp số giảm tốc, nó sẽ biến thành giảm tốc mặt loa cốt trên, gần giống với đúc BDS. Sau đây là hình ảnh tư thế áp đặt của motor bít vào phổ biến nhất của hộp số này, kiểu cốt âm và cốt dương, trục vào nằm ngang. Còn đây là kiểu trục vào nằm ngửa lên trời, kiểu cốt âm và kiểu cốt dương. Cuối cùng là hình ảnh một số giảm tốc trục vít thông dụng. Để biết rõ hơn về sản phẩm, xin mời quý vị đến trực tiếp kho hàng của công ty chúng tôi. Xin cảm ơn.